Chúng ta đứng trên mặt trận, các vị lưu ý được, là gì? Và khi các cơ đốc trật tự, chúng ta trật tự, chúng ta đứng ở ra bên ngoài, ở các cơ đốc trật tự này.
Xe đấy đó. Quay được nhiều quay. Anh thích quay cái này. Quay luôn.